Đàn gà bị sưng to một bên mắt, đi ngoài phân màu cà phê. Xin hỏi gà mắc bệnh gì và cách khắc phục như thế nào? Thưa khán giả Thủy Lê, với câu hỏi của khán giả đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Dung tư vấn như sau. Vâng, xin chào khán giả Thủy Lê. Thì đối với trường hợp bị viêm mắt ấy, thì đây là cái hiện tượng mà có thể bị nhiễm cái vi khuẩn Chlamydia ở dưới đất đấy, và nó gây hiện tượng bị viêm mắt. Vấn đề thứ hai là tiêu chảy phân cà phê ấy, thì nó có thể là bị do cái nhiễm cầu trùng và cái vi khuẩn Salmonella có thể gây hiện tượng đó. Thế thì để điều trị cái bệnh này thì tôi tư vấn cho khán giả Thủy Lê là nên dùng cái thuốc Oxytetracycline kết hợp với thuốc Calamicin. Cho nó uống một lần trên ngày và cho uống liên tục 5-7 ngày liền nếu được theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Thứ hai là dùng cái thuốc bay cốc 2,5% cho uống để diệt cái cầu trùng ở trong đường tiêu hóa đi. Thì sau này là hết cái hiện tượng bị tiêu chảy ra màu cà phê, sáp cà phê. Thế thì cho uống 2 ngày liền theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. Và song song với quá trình điều trị như vậy thì nên cho uống chất điện giải glucocase hòa vitamin tổng hợp như men tiêu hóa pha vào nước cho nó uống thay nước liên tục trong vòng 3-5 ngày liền. Thì với cái phác đồ điều trị như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái tình trạng hiện nay của đàn gà. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này nha, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ, này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệm ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tiền. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Dạ, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2 cân rưỡi trở lên còn 4 cân tự bán ra khác, kia làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền nhông, còn lớn như không què chân không lở rốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ
Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, hai ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.